Cập nhật chuyển động bóng đá trên Giấc Mơ Bóng Đá TV. Nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự Man U quay trở lại. Man U có thể không có Raphael Varane cho trận derby Manchester, trung vệ người Pháp phải rời sân với chấn thương gân khoeo trong trận hòa với Atalanta. Ole Solskjaer đang phải đối mặt với tình cảnh nghiêm trọng với hàng phòng ngự khi không có Raphael Varane trong chuyến làm khách trước Man City vào cuối tuần này. Sau khi trung vệ này bị chấn thương gân khoeo trong trận hòa 2-2 của Man U trước Atalanta. Trung vệ người Pháp mới trở lại trong chiến thắng 3-0 trước Tottenham vào thứ Bảy tuần trước, sau một vấn đề ở háng và nằm trong số những người có màn trình diễn tốt nhất của MU. Khi họ chỉ là đội bóng giữ sạch lưới thứ hai ở ngoại hạng Anh mùa giải này. Tuy nhiên, tại sân vận động Gewiss, Varane đã phải rời sân trong hiệp 1 và Solskjaer tiết lộ sau trận đấu rằng, đó là một cái gân khoeo và tôi không muốn mạo hiểm. Lần đánh giá đầu tiên có vẻ không ổn nhưng chúng tôi sẽ đánh giá lại cậu ấy vào ngày mai. Hàng thủ của MU đã chơi hơ hênh như thế nào khi vắng trung vệ người Pháp vì chấn thương háng? Đó là trận thua 0-5 trước Liverpool và 4-2 trước Leicester City. Sắp tới đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ mất Varane trong khoảng thời gian có thể là vài tuần. Một cơn đau đầu thực sự cho Ole Solskjaer khi mà đây là giai đoạn quyết định chiếc ghế của vị chiến lược gia này. Trung vệ người Pháp đã cho thấy giá trị của mình cho hàng phòng ngự của Man U. Kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford, tỷ lệ số bàn thua trung bình của MU khi có mặt Varane trên sân là 0,87 một trận, còn khi thiếu đi cầu thủ này trong đội hình, đội bóng của Solskjaer phải nhận số bàn thua trung bình 2,28 một trận. Sau chuyến làm khách trên đất Italia, thầy trò Ole Solskjaer sẽ trở lại ngoại hạng Anh với trận derby Manchester. Man U sẽ đến làm khách trên sân Etihad vào 19:30 ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam.